Thưa bạn, kìa, ông là ai? Thưa bạn, tôi là kẻ từ một miền xa xôi lắm, đạp xương hàng gió tuyết trở về đây. Để làm chi? Để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện ban đầu của một người con gái, chuyện thương đau của một kẻ đăng trình. Đêm qua tôi có về ngang nơi họ hẹn cô, thì mới ấy cô gái ấy giờ đã sang sông. Ôi, ông đừng làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ ra đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn ba. Rồi có chiều nào dừng chân nơi quán lạ, xin bà hãy dành lại phút giây hoài niệm. Tâm ca, anh
Tâm kia